Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm 2023 Quý Mão là điều hết sức quan trọng, nhất là khi bước sang năm mới là năm Quý Mão 2023. Qua việc xem lá số tử vi sẽ giúp bạn nắm bắt được những khó khăn, thuận lợi cũng như những điểm nổi bật nhất của mình trong năm 2023 Quý Mão. Qua phần luận tử vi trong năm nay cho người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ giúp bạn có dự định hướng cho những bước đi của mình được đúng đắn nhất. Quý vị thân mến, việc xem tử vi là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam mỗi chúng ta, mỗi độ Tết đến xuân về. Qua việc xem tử vi sẽ giúp quý vị biết được thiên cơ, từ đó đưa ra những phương án giúp cho cuộc sống của mình được hanh thông thuận lợi hơn. Đặc biệt trong phần luận giải tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, thầy Gia Cát cũng đưa ra những phương pháp hóa giải vận hạn cũng như việc kích hoạt tài lộc cho quý vị, cũng giúp cho quý vị cùng người thân trong gia đình có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn. Sau đây là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, và đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nam mạng trong năm 2023. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm này vận trình không có gì đáng lo, các mối quan hệ xã hội không được như ý, dễ vướng phải thị phi. Tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít làm nhiều. Trong việc đối nhân xử thế nên linh hoạt hơn một chút, tránh để kẻ xấu đứng sau bàn luận về mình rồi lại thêu dệt những tin tốt. Tránh để kẻ xấu đứng sau bàn luận về mình rồi lại thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia các hoạt động với bè bạn, đồng lứa, năng tập luyện thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi để tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng được đảm bảo. Nên giữ sự bao dung và thấu hiểu, đừng tự tạo áp lực cho chính mình, ôm âu lo trong người, tránh xa những kẻ tiểu nhân kẻo bị chúng lợi dụng và lừa gạt. Một mặt, năm nay cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe bản thân, chú ý an toàn giao thông đi lại. Mặt khác, năm nay nếu như phải xử lý công việc, có thể tiếp thu ý kiến của người nhà hoặc người có chuyên môn để tránh bị mắc lừa. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Giáp Thìn sinh năm 1964 nam mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Vân Hớn, vận hạn là Thiên La. Hạn tam tai, năm nay gia chủ phạm tam tai. Giáp Thìn 1964 nam mạng gặp phải 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên 3 năm này gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn tam tai, gia chủ 1964 nam mạng không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai thì gia chủ 1964 nam mạng không nên dừng việc mà mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Vào năm cuối của hạn tam tai, gia chủ 1964 nam mạng lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu, rơi vào kim lâu. Về địa chi, Thìn gặp Mão, quan hệ bình hòa, hay nói cách khác là người tuổi Nhâm Thìn năm nay không phạm Thái Tuế. Xét về mối quan hệ thiên can sắp dương mộc gặp quý âm thủy nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ Giáp Thìn trong năm nay, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh, đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 cần chú ý tháng Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch, từ ngày 15 tháng 10 đến 12 tháng 11 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Giáp Thìn. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Giáp Thìn sinh năm 1964 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Giáp Thìn sinh năm 1964 gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn là một hung tinh, sao xấu chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Đàn ông hay đàn bà gặp sau này chiếu mạng, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiện, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mù miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Hóa giải vận hạn sau Vân Hớn bằng cách cúng dâng sau giải hạn vào 9 đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng, hướng về hướng Nam. Lễ vật bao gồm 15 ngọn nến hoặc đèn, bài vị màu đỏ của Vân Hớn tinh, mũ đỏ, tiền vàng, gạo muối, nước, trầu cau, hương hoa, ngũ oản. Bài vị sau Vân Hớn giấy trắng viết dòng chữ Nam Phương, Bính Đinh Hỏa, Đức Tinh Quân tiền vị. Hoặc đơn giản hơn là sử dụng nguyên tắc là sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi, còn sao tốt thì chọn ngũ hành tương ứng hoặc sinh ra ngũ hành đó. Cụ thể, sao Vân Hớn ngũ hành là hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách. Gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964 Nam Mạng năm nay gặp phải hạn thiên la. Khi gặp phải hạn này thì tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Gia chủ có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Hạn thiên la là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải nên hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Để sức khỏe, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về mặt tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp cần cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Về tâm lý, cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc, không nên tự lo âu phiền muộn. Thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái. Lộ tử vi Giáp Thìn sinh năm 1964 Nam Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu năm đón xuân vui bên gia đình gia chủ Giáp Thìn chú ý về sức khỏe không được tốt, dễ đau ốm bệnh tật. Tháng 2, gia đạo của gia chủ trong tháng này thiếu hòa khí, không hòa hợp. Tháng 3, tháng này gia chủ Giáp Thìn có lộc về tiền bạc do người khác đưa tới, tuy nhiên đây chính là tháng sức khỏe của gia chủ không tốt. Tháng 4, được hưởng phần phúc tổ tiên nên công việc của gia chủ tuổi này trong tháng 4 được nhuận, hóa cát và tránh được mọi điều hung. Tháng 5, công việc kinh doanh làm ăn của con cháu trong gia đạo của gia chủ không đạt thành tựu như mong muốn, sức khỏe của gia chủ trong tháng là kém. Tháng 6, có quý nhân giúp đỡ nên nếu ốm đau bệnh tật trong tháng này cũng nhanh chóng qua khỏi. Tháng 7, công việc của con cháu không được thuận lợi. Tháng 8, cần chú ý các căn bệnh tuổi già trong tháng này. Tháng 9, có chuyện buồn đưa tới trong tháng 9, bên cạnh đó đề phòng các bệnh liên quan về huyết áp. Tháng 10, đón tin vui về việc thêm người thêm của trong tháng này, tuy nhiên cần chú ý đến sức khỏe. Tháng 11, trong gia đạo của người tuổi Giáp Thìn Nam Mạng tháng này, hòa khí kém, ngoài ra công việc làm ăn của con cháu trong nhà bị phá hoại. Tháng 12, tiền bạc của gia chủ có sự tiêu pha nhiều trong tháng cuối năm, sức khỏe cần chú ý đến đường tiêu hóa không tốt. Tổng kết tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 Nam Mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Với những người vẫn đang cống hiến cho sự nghiệp, công danh sự nghiệp trong năm Quý Mão 2023 diễn tiến theo chiều hướng tốt hơn, vận khí có khởi sắc kéo theo những cơ hội tốt đẹp, bản mệnh đi không quá nhanh nhưng mỗi bước tiến đều rất vững chắc. Bạn nên tránh hành động nóng vội trong năm nay kẻo công sức bỏ ra uổng phí vô ích. Hãy cứ chăm chỉ và tận tâm với công việc hiện tại, chắc chắn công sức bỏ ra sẽ thu về thành công xứng đáng. Với những người đã ở giai đoạn nghỉ hưu, ban đầu bạn có thể chưa quen với cuộc sống nhàn hạ rảnh rỗi, nhưng hãy cứ thoải mái tận hưởng thời gian này sau cả một quá trình cống hiến rất dài trước đó. Về tài chính, năm nay Quý Mão được đánh giá là một năm tài chính rất ổn định và thậm chí có chiều hướng phát triển tốt với con giáp này. Mọi thứ đang rất hanh thông, bản mệnh có nguồn thu nhập ổn định nên việc chi tiêu không cần phải lo lắng. Việc đầu tư vẫn sinh lời đều đều, giúp gia chủ đảm bảo kinh tế gia đình. Người về hưu cũng có thể an tâm, còn nếu muốn lợi nhuận lớn hơn, tất nhiên bạn phải cố gắng và bỏ công sức nhiều hơn. Một số người được hưởng lợi về đất đai hay các dự án bất động sản theo đuổi, góp phần cải thiện mức chi tiêu cho bản thân cũng như cả gia đình. Năm nay, gia chủ sẽ phải chi tiêu rất nhiều, có những khoản bắt buộc phải chi tiêu như cưới xin cho con cái, sang chuyển nhà mới. Tuy nhiên, thời gian làm việc trước đó đã giúp gia chủ có được khoản tích lũy để dành cho thời gian này. Về sức khỏe của gia chủ tuổi Giáp Thìn năm Quý Mão 2023 theo ngũ hành thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, song trong năm Thái Tuế mang theo nhiều hung tinh nên có thể cũng sẽ tác động một phần. Mệnh chủ chớ nên chủ quan mà coi thường những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Trong năm này, mệnh chủ nên tránh tranh chấp, xung đột với người khác, không động khẩu, càng không nên động thủ. Hạn chế đến nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả để vui chơi, cũng nên hạn chế đi đến những nơi âm u, ẩm ướt. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nam mạng. Về tình cảm, gia đạo. Gia chủ nhìn chung yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cháu trong nhà hiếu thuận, phụ giúp cha mẹ nhiều mặt, đặc biệt là về tài chính. Trong nhà, ngoài ngõ vui tươi, có thể đón hỉ khí, thêm người thêm của, thêm con thêm cháu. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Giáp Thìn trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không ạ? Thông qua chương trình này, chúng tôi luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.